Trên đường đến địa điểm tiếp theo, các ông bà bạn vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được hướng dẫn kỹ năng phượt trên những cung đường khó. Ví dụ như xe mình đang đi xuôi hướng này, bên trái nó là vách đá cao và bên phải nó là vực, thì lấy cái vạch tâm vàng ở giữa mà mình đi dịch sang bên trái một chút ạ. Tức là tránh bị hút mắt vào cái vực kéo ở bên phải hoặc bên trái của mình đi xuôi ngược. Thì anh xung quanh để anh bảo vệ em, okay. Anh lái nha. Ok. Không được, cái đoạn này em lái không được đâu. Ok. Đoạn này không nên. Liệu họ có thể tự mình vượt qua được những khúc cua hiểm trở này hay không? Trời ơi, mình đã là cái người nhát xe rồi, nhát độ cao rồi. Chúng ta đã có mặt tại đường Hạnh Phúc và bây giờ thì chỉ thấy mỗi hai quý ông của chúng ta thôi, chú Sâm với chú Đoàn. Các cô ở đâu rồi ạ? Đây rồi, con tưởng cô phải mang tới một bắp ngô nào đó chứ. Cô đâu rồi cô? Tưởng đi mua ngô. Thiếu chú Long. Vừa xuống một xe một cái là mất biệt luôn, hỏi sao đang ngồi xề ngay cái hàng đó để ăn. Trời ơi, mới vừa xuống là xề đó. Ăn cho nó có sức mới lần lát mình mới lái nổi. Em biết sữa gì không? Sữa này rất là ngon luôn á. Nướng thêm một gà đi cưng. 20.000. Bây giờ mình phải ăn trứng rồi mình uống sữa rồi mình sức ra mà mình đi chứ. Đâu rồi, đồ của em đâu rồi? Ăn đúng rồi. Ngon quá. Đường Hạnh Phúc, điểm xuất phát của hành trình ngày hôm nay. Đường Hạnh Phúc là một trong những con đường kỳ vĩ nhất của Việt Nam, nối thành phố Hà Giang với 4 huyện của tỉnh Hà Giang: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn, với độ dài gần 200 km. Và đây là nơi hội tụ của tất cả những tinh hoa đất trời, núi rừng, thiên nhiên kỳ vĩ, và cũng là điểm đến trong mơ của những người ưa khám phá và mạo hiểm, và cũng là nơi để cô chú của chúng ta chinh phục trong thử thách ngày hôm nay. Và đương nhiên có rất nhiều thử thách nữa, nhưng mà chúng ta sẽ không cô đơn trên cung đường này ạ. Sẽ có nhân vật đồng hành. Nhân vật đồng hành của chúng ta là chủ nhân của những ca khúc mà gắn liền với rất nhiều thanh xuân của bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam. Cô chú có dự đoán gì không? Thanh xuân của mình thì không nhẽ lại ông Trần Tiến, ông Trần Hiếu. Bật mí về giới tính đi. Giới tính đi. Lại tiếp tục là giới tính. Nam hay nữ? Phượt thủ. Phượt thủ là mặc anh khoa cũng có thể ạ. Số lượng được loại trừ số lượng ạ. Với anh hồi nãy lúc mà nói về đi vượt khoanh vùng á, là đầu tiên là em nghĩ tới bức tường. Nhưng mà anh không nghĩ cả band đâu, anh chỉ nghĩ là một người hoặc Trần Tuấn Hùng hoặc là anh Khoa. Mình không nghĩ là được gặp cả một band như thế này luôn. Bức tường mà anh Khoa rất là thực sự cảm thấy cực kỳ là hào hức. Việc mà được gặp lại anh Sâm, gặp chị Hồng Vân, chị Thủy và các anh chị ở đây. Nhất là lại gặp ở một cái nơi mà em nghĩ là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau ở trên này. Gặp lần đầu tiên chắc chắn chứ không phải là có lẽ. Vâng. Chắc chắn. Đây sẽ là một cái dịp em cho rằng là rất là đặc biệt và em nghĩ là hiếm có. Thực sự là đã sẵn sàng để mà cùng anh chị để tham gia những thử thách và những cái câu chuyện thật là thú vị. Là bọn em sẽ cầm lái đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Cầm lái đồng hành thôi chú ơi. Thấy bức tường xuất hiện và biết rằng là các bạn ấy sẽ chở mình thì yên tâm hoàn toàn. Mừng chứ mình sợ lắm. Mình là mình sợ tốc độ. Cô không sao, bức tường.
thường á là vững chãi, là chắc chắn. Bây giờ chúng ta chắc phải phải sắp xếp nội luôn về cái tinh thần như thế này. Tự bắt cặp luôn, tự bắt cặp luôn. Hồi nãy con chào ở đây trước, con về đây trước. Ok, đây rồi. Bởi vì chúng tôi nha, chúng tôi không chỉ phượt không, chúng tôi vừa phượt vừa bàn mưu tính kế cho những chương trình sắp tới. Đấy, bây giờ còn ai là về đây thôi. Phượt thủ chuyên nghiệp nha. Thì đây, chúng tôi phải chọn phượt thủ chuyên nghiệp vậy. Để cho mọi người. Thế thôi anh em mình. Kiểm tra hàng, kiểm tra hàng. Ở Đông Nhũ. Thấy một cái người cao ráo rồi lực lưỡng như vậy mà lái xe mà chở mình đi chắc mình an toàn. Sẽ có một đội nữa gia nhập đội của anh Phạm Anh Khoa và chị Cà Rốt và cô Thủy. Một vượt thủ chuyên nghiệp. Anh chăm sóc chị cả em an toàn anh nhá. Bây giờ chúng ta đã có đôi có cặp rồi, bây giờ sẽ là lúc mà nhận những phong bao thư. Các cô chú sẽ phải trải qua cung đường phượt để di chuyển tới đích đến, đó là hẻm Tu Sản. Đây là hẻm có vách đá sâu nhất tại Đông Nam Á. Và nhiệm vụ của các cô chú đó là phải mặc những bộ đồ truyền thống và shopping check-in thật đẹp như mẫu. Quá đơn giản và dễ, chúng ta hãy xem là các đội viên của chúng ta sẽ trải qua thử thách này như thế nào. Nói phát đi luôn. Nói phát đi luôn. Đây đây. 3, 4, không đi sao tới. Đội thứ 3. Đi luôn, đi thôi, đi ngay. Mỗi người đi một nẻo. Trong hành trình này người ta không nói đi luôn để đi ngay gì hết. À, kiêng. Không đi. 3, 2, 1. Bay. Đi thì mỗi người đi một kiểu, còn bay thì cùng một hướng. Nói lại. Nổi này cũng hơi băng tỉ. 3, 2, 1. Nói quá đi luôn tới đi. Đó, tuyệt vời. À phải đi luôn tới đích mới được à? Mời mọi người lên đồ khởi hành. Đợt này ấy là phượt đúng nghĩa là ngồi trên những chiếc xe phân khối lớn. Anh ơi đâu rồi? Rồi chị leo lên nha. Dạ. Chị Vân ngồi là phải ôm mà. Anh cho thật. Lên đường, lên đường. À, mọi người đừng có tung xe, mọi người đừng có ồn ào quá. Mẹ mọi người đi. Mẹ cứ cầm mẹ chỉ vô mặt mẹ á. Ô, xe chậm thôi. Yên tâm, mình sẽ đi ra trước. Chị yên tâm. Mình cứ đi từ từ vậy ạ. Cho nó an toàn. Đúng rồi. Bạn đừng gây sâu có gì đâu. Quay trở lại với trạng thái là gì? Là hưởng thụ. Vân ơi, chờ anh với Vân ơi. Em đi lẹ quá, em bỏ anh rồi Vân ơi. Mà đầu tiên đi là ra. Đi lần đầu tiên đấy. Cái chỗ như này thì tay lái yếu thì chỉ có mình xây sầm ấy em ạ. Chúng tôi không thể lái được, không thể đấy, thực sự sợ lắm. Nhưng mà ngồi sau quá đấy, sợ hơi bị sợ tốc độ. Thì mình cứ thế mà đi đến đấy nhá. Ông mà chỗ đó xa không ạ? 10 cây đấy. 10 cây. Được đi đường đèo 10 cây. Cà Rốt ơi, không được đi sai đường nha, phải chấp hành luật. Dạ, ok mẹ ơi, con đang nghe đằng sau mẹ với anh Khoa đây. Thấy rồi, thấy hình rồi. Anh Khoa chạy chậm chậm, mẹ em không dám quay luôn. Không có la, không hét, nhưng mà có nhéo. Khoa, từ từ Khoa. Khi mà càng lớn tuổi thì chị lại càng sợ độ cao và sợ xe. Em chỉ khuyên chị là chị sợ, cứ sợ đi, nhưng mà sợ cho nó hết cái sợ đó luôn. Chứ mình đừng có ở giữa cái đoạn sợ mơ hồ. Và chính Khoa là người giải thích cho mình biết để chiến thắng cái nỗi sợ. Đừng bao giờ nhìn cuối cái cung đường đó. Mình hãy nhìn thẳng. Hai chị em quá là tình tứ. Tụi đi kẻ tụi tôi đi chứ ý kiến cái gì. Rất là thú vị khi nhìn biết được rằng cung đường nó đẹp, rồi là nó phải an toàn. Ôi giời, quá hùng vĩ và quá đẹp nhỉ. Vâng, không hề ra đẹp thật. Cảnh thì cực kỳ thơ mộng. Núi non nó đẹp như vậy mà mình không ngờ là mình đang đứng ngang với núi luôn. Tôi chỉ chả có quay riêng mặt tôi, mặt Hiếu đâu. Tôi quay cảnh trí này, không gian này,
chúc lên rồi chị lại chúc xuống, ôi làm đủ kiểu hết, bởi vì bạn đấy đi rất là an toàn, lúc ấy chỉ có thưởng thức thôi. Không sao, ngồi như thế để giữ cân bằng em. Đây là một kiểu đi đấy. À, có một đám đông đang định làm gì? Chào mình đấy. Cái này là đoàn phượt. Ngày nào chúng tôi đi cũng gặp các cái đoàn phượt thủ và hiểu rằng cái sức hút của cái cung đường hạnh phúc này mạnh đến mức nào. Hồi xưa em cũng không hiểu tại sao có những người họ lại thích cứ bám mặt ra ngoài đường đi rồi nắng nôi rồi các kiểu, nhưng mà nó có giá trị. Ý là khi mà mình dạn dĩ đi thành công một chuyến á chị sẽ có cảm giác chị muốn đi chuyến thứ hai, giống khi mà mình tập được cái vở diễn kịch đầu tiên á thì mình mới có cái niềm vui được có lại từ kịch. Còn trước khi nó công diễn, cái buổi diễn nó có phải là mình toàn là mệt mỏi tập luyện rồi không? Thì cái chuyến đi ơi kia cũng vậy. Mình đang sẵn đầu đoàn rồi. Hả? Hồi xưa anh, cái bài bọn em, bài gì hát thế này cực hay nhỉ? Bài Những Chuyến Đi Dài. Nó có một cái câu mà bây giờ giới trẻ và nói chung mọi người đều rất là thích cái tinh thần của bài hát đó. Đó là vì cuộc đời là những chuyến đi dài, vì cuộc những, đời giấc, là những, chuyến đi dài. Những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ. Mỗi một cái cung đường hay mỗi một cái chuyến đi là nó sẽ đem lại rất nhiều trải nghiệm và rất nhiều bài học. Anh lần đầu tiên anh ngồi sau cái xe phượt của em trông kinh quá. Cảm giác lúc đầu là hơi sợ, về sau bắt đầu nó quên cái nỗi sợ đi. Chắc là vì thấy đẹp quá quên nỗi sợ đi. Em nghĩ là cái gì cũng thế, sau một cái thời gian mình trải nghiệm đủ rồi thì mình sẽ cảm thấy quen. Và sau khi quen rồi thì mình sẽ lại thích. Từ nỗi sợ chuyển sang thích ấy, và sau đấy thì lại bị ghiền đấy. Chắc là nếu như mà anh đi vài lần với em thì chắc cũng bị nghiện đấy, mà quên đi nỗi sợ đấy. Nhưng hôm nay nói thật với em nhé, là vẫn chưa hết hẳn nỗi sợ đâu. Em thấy anh bố của người anh. Khoảng cấu véo tí đúng không? Bây giờ lại nhớ hồi anh em mình làm SV96. Lúc đầu tiên là biết bao nhiêu ngăn cản, sợ hãi, tất cả thứ. Bản thân mình cũng sợ cơ. Bởi vì là mình không biết là mình cũng chưa mường tượng được ra là sinh viên Việt Nam hồi đấy, anh chưa mường tượng cho bọn em như thế nào đâu. Nhưng anh nói thật nhá, chỉ đến khi mà cái hồi mà anh vào trường xây dựng ấy, gặp bọn em rồi ấy, thì bắt đầu anh vững tin là gì? Là SV thế nào cũng làm được ở Việt Nam và chắc chắn làm được theo cái mong muốn của mình và bọn trẻ. Em rất là nhớ cái buổi đầu tiên đấy, mà khi mà anh tới cái ký túc xá của trường đại học xây dựng. Vâng, thì hôm đấy là lần đầu tiên mà em được gặp anh và được lắng nghe những cái câu chuyện về SV. Nó rất là mới mẻ và rất là lạ lẫm và rất là háo hức ấy. Nó là những cái gì đấy nó chưa từng thấy. Và em nghĩ rằng là đó đúng là một cái cơ hội của sinh viên Việt Nam. Nó cũng là một cái sự may mắn của ban nhạc Bức Tường khi mà bọn em được góp mặt vào trong đó. Hồi đấy là chính bọn em đã cho người ta nhận diện được sinh viên Việt Nam là ai. Họ muốn gì, họ đang cần gì, họ thiếu cái gì, họ không hài lòng với cái gì và ước mơ của họ là gì. Trong buổi sáng nay có một nhóm các bạn thanh niên, các bạn ấy nói với bọn em một câu là của anh là thanh xuân của bọn em. Em nghĩ là thế là rất là tình cờ khi mà bởi vì là em tham gia trong chương trình này, anh và các chị Hồng Vân, chị Thanh Thủy hay là anh Long, thì khi các anh chị xuất hiện thôi thì đó chính là thanh xuân của bọn em. Em lại là thanh xuân của các bạn trẻ hơn. Nhưng mà chiều ngược lại nhé, bây giờ anh nhìn ví dụ như các bạn thanh xuân bây giờ thì anh thấy mình ở trong đó. Và nếu như mình mà luôn luôn nhìn thấy mình ở trong các cái thế hệ đằng sau mình ấy, thì đấy là một diễm phúc. Khi mà anh vẫn luôn luôn nhìn thấy cái bóng dáng của mình ở các thế hệ tiếp theo ấy, thì có nghĩa là cái tâm hồn của anh luôn luôn trẻ. Đó. Luôn luôn giữ được cái sự thanh xuân đó. Thì đấy. Cho nên là không ai bảo anh là đã 66 tuổi đâu. Gần tới chưa? Cái này mà bọn chị đi nào được. Chị cứ làm tụi chị hồi hộp. Nãy mà bà Thanh Thủy lại chở con bà nữa thì con mạch chết.
Alo mẹ ơi, bên trái mình có cái sông, mình đi ngang qua sông siêu đẹp luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó là sông ơi. Dạ sông Nho Quế. Sông Nho Quế. Ủa sao thả ra nhanh vậy? Dạ vừa rồi là cái đoạn đường hiếm hoi nó đẹp, với lại là em chịu lực tay để mà va chấn này nó tốt nên chị cứ yên tâm đi. Đường em giờ chung lối với ai rồi anh khóc mình ơi, tại số phận mình thôi, đến rồi đi sao buồn làm chi. Chúng tôi đang ở Hà Giang, đang đi phượt trên đồi núi gặp gần. Đoàn phượt của tôi tới 6 người, tôi là thành viên thứ 6 cho nên tôi phải chạy. chạy tuốt dưới đất. Bích đi em ạ. Bích đi. Đây rồi, đội mình đi rồi, ơi trời. Chú ý nhá, cẩn thận nào. Cẩn thận. Đúng, để xe này đúng không? Chúng ta tới nơi rồi. Ủa? Dạ. Chạy. Chạy gì? Chạy tới đó, chạy nhanh lên, trễ giờ. Trễ đi đâu? Trễ giờ gì đó. Chào bác Sâm. Chào. Ui dồi ôi, không phân cả. Đi rồi. Ông Đoàn đấy, ông Đoàn chạy rất rồi, ông Đoàn chắc chắn là ông Đoàn quay lại y rằng nhà anh Đoàn. Ui dồi ôi, chạy rất nhanh. Nhưng mà sao thấy là Đoàn đã đuổi kịp con kia để nó cản. Đoàn máu thắng lắm, Đoàn máu chiến lắm. Có thắng được ông ấy đâu mà ông ấy đi trước. Con có thấy nè, cái khe nè mẹ. Đó, cái khe. Lên nữa chứ, lên nữa mới thấy cái khe chứ. Lên nhưng mà vậy là không thấy mình. Đó, à, ok. Đó nè. Hãy hướng lên phía trời cao. À, nhìn lên trên, ok. Rồi, đúng rồi. Yeah, quá đẹp luôn. Cái tim Khoa ơi. Dạ, đúng rồi. Ok ạ, mình đàn ông mình phải ngầu tí chứ. À, vâng à. Giống như hôm trước mình chụp ấy. Ờ, đấy. Đấy, một. 1, 2, 3. Tôi đảm bảo là nếu như mà hôm đấy mà chúng tôi mà chụp khi mà còn nắng ấy, mà nhìn rõ thì nó đẹp hơn rất nhiều. Thật là ngầu ạ. 1, 2, 3. Cười nhếch mép đi ông ơi. 1, 2, 3. Tại sao biết bao nhiêu đồ em không lựa mà em lựa cho anh một bộ đồ phụ nữ vậy chứ? Anh biết sao không? Tức là cái máu thắng thua mình của mình nổi lên. Em mới suy nghĩ là bây giờ cho anh có một vừa một chút nam vừa một chút nữ. Có rồi. Thì đây nè, anh mặc rõ ràng là vừa chút nam vừa chút nữ mà. Bây giờ muốn nữ là nữ nè. Ừ. Ồ đẹp quá kìa. Ôi chụp trăng kìa con ơi, chụp trăng. Chụp hết từ dưới đây bây lên này. Bây giờ muốn nam là nam nè. Nam mà. Bắt đầu nào. Ta đừng khoanh tay ở vậy. Phê. Chụp hai người đi, bên đây một cặp, bên đây một cặp. Rồi, thôi về đi. Bạch Dương, quay về. Hạnh phúc, đó có thể là xúc cảm của chiến thắng, là sự vỡ òa bởi những món quà bất ngờ, hay đơn giản là vượt qua một nỗi sợ, chinh phục một thử thách mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Quan trọng hơn cả là bạn đã tin, dấn thân và lựa chọn bước đi. Mọi cung đường đều dẫn chúng ta tới hạnh phúc, nhất là khi có những người bạn đồng hành tin tưởng. Gặp nhau trong đời, chung một bầu trời, sẽ chia cùng nhau buồn vui và ước mơ cao vời. Hành trang mang theo cây đàn và lời ca, cùng nhau đi qua từng tháng năm diệu kỳ. Ta sẽ đi trên con đường không tên, thời gian không đứng lại, đi sẽ thành đường. Bình minh thanh thản
trôi theo gió bay. Ngàn con sông vô bờ biển cười. Một trong cảm xúc của con người là sợ hãi, nó là bản năng rồi. Chứ không thể nào mà ai có thể là tôi không sợ một cái gì cả. Nhưng mà vượt qua được cái nỗi sợ đấy lại là một chuyện. Cũng giống như con đường này, để mà tạo thành một con đường đẹp và như ngày hôm nay thì sẽ phải có những người đặt những cái nhát cuốc đầu tiên. Đúng rồi. Đến năm 2020 khi mà bọn em sáng tác ra bài Con Đường Không Tên thì lúc đấy em mới nghĩ lại toàn bộ cái quá trình mình đã đi qua là 25 năm bước đi những bước đầu tiên và sau đó tạo ra một cái lối đi cho riêng mình. Và em cũng nghĩ rằng là đấy là một cái hướng đi của các bạn thanh niên, của các bạn trẻ. Nếu mà muốn tạo ra cho mình một cái dấu ấn trong cuộc đời này thì các bạn cần phải mạnh mẽ, mạnh dạn để mà vượt qua nỗi sợ hãi. Khi mà các bạn ấy mạnh dạn bước đi thì các bạn ấy sẽ tạo ra được một cái giá trị của riêng mình mà không giống cả bất cứ ai cả. Ta sẽ đi trên con đường không tên, thời gian không đứng lại, đi sẽ thay đường. Hùng vĩ và không thể không nhắc tới những cung đường trong mơ với những người ưa thích khám phá mạo hiểm, và đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm độc nhất vô nhị có 102 dành cho các cô chú. Chúng tôi cũng muốn gửi lời trân trọng cảm ơn tới nhà tài trợ chính thức nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold, cung cấp dinh dưỡng toàn diện giúp ăn ngon ngủ ngon, đã đồng hành cùng chương trình. Những kỷ niệm đẹp nhất chính nơi mình từng đi qua, những tháng ngày vui nhất đang chờ ta phía trước. Bộ kể về thanh xuân là đồ cổ, nói đồ cổ cất vào trong kho thì rất chính là hồ đồ. Bao nhiêu? 200. Rồi cảm ơn, tôi bán được 200.000. Cảm ơn. Cảm ơn. Về sau đến cái đoạn về sau là chúng tôi hết cả nước. Và cuối cùng là tôi quyết định là gì? Bán thân. Tôi chụp ảnh và các vị cho tôi tiền. Xin chào. Đây là những lời chào rất dễ thương được gửi gắm từ các bạn nhỏ tại điểm trường thôn Xéo Xả Lủng, xã Bải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cái xào đấy anh cho vào đây nhá. Cho vào đây nhá. Xong cái nước ấy, anh cứ chan vào mỗi một cái nước cho nó béo cái xào rau cho các cháu nhé. Ok. Đổ đổ ăn được. Dạ được rồi. Em người cảm ơn thường nhé. Hay là nói mà bây giờ tay phải làm. Ba đúng rồi.